kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 20 tháng 1 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, thông thường tháng 1 hàng năm là thời kỳ không khí lạnh từ phía Bắc hoạt động với tần suất khá dày và đây cũng là thời kỳ có nền nhiệt độ giảm xuống thấp nhất trong năm. Ở các tỉnh Bắc Bộ, nước ta từ đầu tháng 1 đến nay đã xảy ra 3 đợt rét đậm nhưng thời gian không kéo dài. Và từ hôm qua, cùng với sự suy yếu của khối không khí lạnh, nền nhiệt đã có xu hướng tăng lên, trời ấm áp dần. Tuy nhiên, thời tiết chỉ còn ổn định trong sáng và trưa chiều nay. Từ chiều tối và đêm nay, không khí lạnh từ phía Bắc sẽ lại được tăng cường trở lại. Do vậy mà trong đêm nay và ngày mai ở Bắc Bộ sẽ có gió đông bắc cấp 3, trời có lúc có mưa và nhiệt độ lại giảm xuống, cảm giác rét sẽ tăng lên nhiều. Trong đó có những điểm xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Sang đến ngày 22 tháng 1, tiết trời chuyển khô ráo, nền nhiệt giảm sâu về đêm và sáng, còn ban ngày trời vẫn khá rét khi mà nhiệt độ trưa chiều chỉ trong khoảng từ 16 cho đến 19 độ. Cùng với sự suy yếu của không khí lạnh, hai ngày nay mưa đã giảm trên khu vực Trung Bộ và nhiệt độ tăng dần. Ngày hôm nay các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh phổ biến là không mưa và chỉ còn rét nhẹ về đêm và sáng. Riêng các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi vẫn có mưa cục bộ nhưng lượng không nhiều, còn ở khu vực Nam Trung Bộ phổ biến là không mưa ngày nắng. Sang đến ngày 21, ngày 22 tháng 1, do không khí lạnh tăng cường nên mưa sẽ xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, đợt mưa này được nhận định là cường độ không lớn như trước đó và tập trung chủ yếu ở khu vực Trung Trung Bộ. Còn ở khu vực Tây Nguyên và tại Nam Bộ trong ngày hôm nay và vài ba ngày tới, thời tiết tiếp tục ổn định, trời phổ biến là không mưa, ngày nắng nhiều và nền nhiệt ít biến đổi. Điều đáng lưu ý là mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang lên theo chiều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 22, 23 tháng 1. Nên người dân cần đề phòng khả năng xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông. Và tiếp theo mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết cho các đô thị lớn trong ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, cùng chung xu thế thời tiết với các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ, ở thủ đô Hà Nội ngày hôm nay nhiệt độ vẫn có xu hướng tăng nhẹ so với ngày hôm qua, với mức nhiệt độ vào sáng sớm trong khoảng từ 16 cho đến 18 độ và giữa trưa trong khoảng từ 20 đến 21 độ, mức nhiệt khá dễ chịu. Tuy nhiên, như chúng tôi đã đề cập ở trên, từ chiều tối và đêm nay thì không khí lạnh lại tràn về nên ngày mai trời đôi lúc có mưa, nhiệt độ giảm đáng kể, trời lại chuyển rét. Quý vị và các bạn lưu ý sử dụng trang phục hợp lý trong điều kiện thời tiết này để bảo đảm sức khỏe, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ. Không có sự khác biệt đáng kể so với thủ đô Hà Nội cũng như là các vùng lân cận. Ngày hôm nay, thành phố Cảng Hải Phòng thời tiết khá là khô ráo và ấm áp nên vẫn thuận lợi cho hoạt động giao thương trên địa bàn thành phố với nền nhiệt trong ngày chỉ trong khoảng từ 16 cho đến 21 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm nay sang đến ngày mai tại đây trời cũng chuyển mưa rét với mức nhiệt độ thấp nhất giảm xuống dưới 14 độ. Thành phố Trung Du, Việt Trì ngày hôm nay thời tiết cũng khô ráo với mức nhiệt tăng nhẹ so với ngày hôm qua và ủng hộ cho hoạt động của du khách về với miền đất tổ trong ngày Chủ nhật cuối tuần. Mức nhiệt trong ngày ở đây cũng được dự báo sẽ dao động trong khoảng từ 16 cho đến 21 độ. Tuy nhiên, cũng như các nơi khác thuộc Bắc Bộ, ngày mai ở thành phố Việt Trì trời cũng mưa rét trở lại, nên quý vị cần lưu ý đến việc giữ ấm cơ thể khi tham gia các hoạt động ngoài trời vào sáng ngày mai. Sau những ngày liên tục có mưa dông, thì từ ngày thứ 6 vừa qua, mưa đã giảm trên địa bàn thành phố biển miền Trung Đà Nẵng và dự báo ngày hôm nay, thời tiết ở tại đây vẫn chưa có biến động đáng kể. Trời khá nhiều mây nhưng tạnh ráo và mức nhiệt vừa phải, dao động trong khoảng từ 21 cho đến 27 độ cùng với gió biển thổi nhẹ nên khá thuận lợi cho hoạt động ngoài trời của người dân cũng như là du khách. Sau đó sang đầu tuần tới thì những cơn mưa rào và dông có khả năng xuất hiện trở lại nên thời tiết phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch biển tại nơi đây. Đến với thành phố cao nguyên Đà Lạt, ngày Chủ nhật cuối tuần này, du khách sẽ thoải mái khám phá và tận hưởng vẻ đẹp nơi đây với tiết trời khô ráo, với nền nhiệt trưa chiều chỉ trong khoảng từ 19 cho đến 22 độ. Riêng vào thời điểm sáng sớm và về đêm thì nhiệt độ giảm xuống khoảng 14 độ, nên du khách cũng cần lưu ý mặc ấm để tránh bị nhiễm lạnh. Ngày hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh trời có nắng từ sớm và kéo dài đến chiều muộn với nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở mức trên dưới 33 độ và chuyển mát mẻ vào buổi tối nên thời tiết nhìn chung thuận lợi cho hoạt động vui chơi giải trí ngày cuối tuần của người dân cũng như là du khách khi đến với thành phố này. Tuy nhiên trong 1-2 ngày tới khả năng mực nước chiều sẽ tăng cao nên người dân cần chủ động có biện pháp ứng phó với nguy cơ xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay. Xin kính chào và chúc quý vị một ngày mới tốt lành.